Theo đó thì năm 2000, mức tiêu thụ đồ uống có đường bình quân đầu người Việt Nam là 6 lít. Năm 2016 lên đến 44 lít. Có thể thấy là trong vòng 16 năm thì cùng với lượng tiêu thụ bia tăng mạnh, lượng tiêu thụ nước ngọt cũng tăng 7 lần so với năm 2000. Và tỷ lệ học sinh Việt Nam thường xuyên uống nước ngọt có ga trong 30 ngày là khoảng 31%. Theo con số thống kê này thì tại Việt Nam hiện trung bình một người Việt tiêu thụ khoảng là 46,5 gram đường tự do mỗi ngày, gần bằng mức giới hạn tối đa là 50 gram một ngày và cao gần gấp đôi so với mức tiêu thụ mỗi ngày là dưới 25 gram một ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.